làm gì xưng mày? Này. Trời đất ơi, tao yêu Ngân nè. Tao nói tao yêu Ngân, ai dám làm gì tao, mày bữa tao nín. Tao nói thiệt nha, nếu bà mà ra đây đó ăn, tao cũng nói gì thường. Sao? Đâu có... Ông nói cái gì? Ông nói gì? Ông nói lại tôi nghe coi. Nói nghe coi. Gì nói gì? Dạ trời ơi. Đau. Trời, có gì từ từ tôi nói chứ bà nắm bà kéo cái lỗ tai tôi vậy, rồi sức ra nó gì tôi nghe. Nói đi, nói cái gì? Nói tôi nghe coi ông nói cái gì. Tôi nói... Nói cái gì? Tôi nói gì đâu. Tôi nói là lúc Kim Ngân nghĩ tới nay đã gánh hát mình hay suy sụp. Nên tôi định kêu cô Ngân về hát lại. Chứ tôi đâu có nói gì đâu, đâu có nói. Đừng có lẹo mép. Lúc mới bước ra đây tôi nghe ông nói ông yêu mà yêu ai. Trời ơi, tôi có nói yêu ai đâu, tôi thề à. Tôi nói là có đó, là có đó. Thì có chứ làm gì dữ vậy. Ông nói ông yêu ai, nói đi, nói. Thì tôi nói, tôi yêu bà chứ ai. Sao? Ở đây đâu, đâu có ai hơn bà. Lấy cái mỏ vô. Thì tôi yêu bà chứ yêu ai. Bà thấy ở đây đâu có ai hơn bà. Tôi yêu bà chứ yêu ai, ai hơn bà nữa đây. Ông đừng lắc lư. Lưỡi không xương có ai tin lời. Vừa ra tôi đã tay này thoáng nghe. Là nói tiếng yêu yêu ai mới được. Tôi yêu bà chứ yêu ai, ai hơn bà nữa đâu. Ông ơi ông. Gì vậy? Hồi nãy ông nói khác mà. Tao nói cái gì mà khác vậy? Mày im mày. Ông im á, ông im để cho nó nói. Mó, nói cho bà nghe. Ông mày nói sao? Nói sao? Dạ thưa bà, hồi nãy ông nói vậy nè. Ông nói rằng đã yêu. Ừ. Đã yêu. Yêu bà. Ông ơi trời ơi, ông nói rằng đã yêu. Tao nghe rồi. Thì tao có nói yêu, nhưng tao yêu bà mà mày. Ông nói rằng ông đã yêu. Thì tôi yêu bà chứ yêu ai. Trời ơi. Vậy ông con. Ông nói yêu bà lắm phải không con? Đàng hoàng, nói đàng hoàng, chút nữa đi ăn hủ tiêu. Dạ đúng rồi. Ông nói ông yêu bà dữ lắm. Hai tô. Thôi dẹp đi. Thầy trò mày có một khuôn à. Mày đi vô. Vô mày. Dạ con vô. Dạ thưa bà. Bà nhắm coi đêm nay hát nổi không bà? Nhắm cái con khỉ khô á. Mở cũng không hát nổi nữa. Chứ đừng có nhắm. Rồi. Tiếp tục móc bọc nữa rồi. Mà không sao. Chốt cho hủ tiếu ăn rồi. Cho mày ăn cắn chổi với hủ tiếu.